Sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Vương Kỳ Sơn Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng trực chỉ một bản luận tội bị xem là rất nghiêm trọng, cùng chiến dịch phủ đầu hội đồng của nhiều tờ báo trước Tụng Ca, sau Nhấn Bùng, Đinh La Thăng, tác giả của Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu có được giải Nobel Y học, sẽ phải ra đi. Nhưng đi đâu thì chưa biết. Còn ngay trước mắt là Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cầm quyền dự kiến sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 5 năm 2017, mà có người còn ví như một cuộc cách mạng bản lề để chuẩn bị cho đại hội giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào đầu hoặc giữa năm 2018. Vậy đâu là nhiệm vụ then chốt của Hội nghị Trung ương 5? Tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng và cân đối vĩ mô hay tiếp tục chống tự diễn biến, tự chuyển hóa? Nếu hội nghị trên diễn ra vào tháng 3 2017, chủ đề kinh tế gần như chắc chắn là trọng tâm. Nhưng sau 14 năm vụ kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang, việc đảng lại công bố kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng cho thấy sẽ không còn vấn đề nào có thể sôi sục lửa lòng hơn là công tác nhân sự và tái cơ cấu nhân sự tại Hội nghị Trung ương 5. Hay nói trắng ra, thay máu. Gần một năm rưỡi sau Đại hội 12 hàm chứa châm ngôn bất kỳ ai trừ Dũng cho chức vụ Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng phải thanh lý nốt cái bóng vẫn còn bao trùm bằng cờ chính trị và lợi ích nhóm của cựu thủ tướng. Nếu không làm được điều cốt tử ấy, khoan chưa nói đến việc ông Trọng có thể duy trì được nửa nhiệm kỳ Tổng Bí thư nữa hay không, thậm chí yếu tố an toàn và an ninh cá nhân giảm thiểu nguy cơ bị lật đổ có thể đang được các chính khách thời nay đội lên đầu. Từ vụ Yên Bái, cả ba bị bắn vào tháng 8 năm 2016 cho tới nay, nền chính trị Việt Nam đã được nâng lên tầm cao triết lý mới của Tào Tháo. Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta. Rốt cuộc công tác thanh lý đã ập đến sớm hơn, không phải tại Hội nghị Trung ương 6, mà là 5. Theo đó, dàn 19 ghế trong Bộ Chính trị có thể sẽ trống vắng ít nhất là 2 cái trong thời gian tới, tương ứng với 2 nhân vật Đinh La Thăng và thêm một người nữa mà theo dư luận chỉ bị cách chức vẫn còn là may. Sẽ phải tổ chức bầu bổ sung và công tác này đương nhiên sẽ phải làm gấp, làm ngay, thực hiện phân công ngay trong và sau Hội nghị Trung ương 5, như những gì đã được bổ nhiệm và phân công ngay sau khi Đại hội 12 kết thúc vào đầu năm 2016. Nhưng có thể khác với bối cảnh hầu Đại hội 12, bàn cờ chính trị Hội nghị Trung ương 5 sẽ không còn tương quan giằng co chờ thời mà trở nên một chiều tấn công. Quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ một lần nữa trở nên thượng phong, trong nội bộ giới quan chức chỉ chăm bẩm, phù thịnh hơn phù suy và dầu đổ bìm leo, chứ không phải trong lòng 90 triệu nhân dân Việt Nam. Ai sẽ tiến về Sài Gòn? Cùng với bầu không khí sôi sục đến khó tả của Hội nghị Trung ương 5, một ẩn số lớn không kém chuyện Đinh La Thăng đi đâu là ai về, để đảm trách sứ mạng thiêng liêng thay cho Thăng. Tất nhiên, đó phải là một thành viên của Bộ Chính trị. Và nếu phù hợp với đồn đoán của dư luận, nhân vật này sẽ phải vừa người Bắc, vừa có lý luận. Trước đây, có vài ba lần ông Nguyễn Thiện Nhân, từ thời còn là Phó Thủ tướng và sau này về làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là ứng cử viên được cho là sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh để thay cho ông Lê Thanh Hải, thời ông Hải còn là Bí thư. Lợi thế của ông Nhân là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi lên. Tuy nhiên, kể từ lúc ông Nhân đã khởi xướng từ chủ trương 2-0 của ông thời còn là Bộ trưởng Giáo dục, mãi đến giờ này rất nhiều người đành chua chát nhận ra một con số 0 to tướng khi ông Nhân chẳng có được một kết quả điều hành nào ra hồn. Cho dù có hàm giáo sư, nhưng với năng lực hạn chế và bản lĩnh quá co thủ như thế, Nguyễn Thiện Nhân đã không thể thay thế cho Lê Thanh Hải và sắp tới cũng rất khó có cơ hội để trám chỗ Đinh La Thăng. Võ Văn Thưởng đã hơi nổi lên trong vài năm qua ở Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò Phó Bí thư thường trực, trong bối cảnh giới lãnh đạo thành phố này bị khủng hoảng về nhân sự chủ chốt. Tất nhiên, tâm lý dân Nam Bộ vẫn muốn Bí thư Thành ủy là người xứ mình và đã có một cuộc vận động cho Thưởng làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh trước Đại hội 12. Tuy nhiên, sau khi được điều ra Trung ương và bị khóa tại Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Thưởng khó lòng trở về thay Đinh La Thăng để khỏi có cơ hội gần gũi anh Hai Nhật, tức là cựu Bí thư Lê Thanh Hải, anh Ba Dũng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Còn lần này, cú dứt điểm Đinh La Thăng của Tổng Bí thư Trọng đã xác quyết một quyết tâm sắt đá về công tác nhân sự. Người thay cho ông Thăng phải là người của ông Trọng, không để phát sinh hậu họa. Nếu cả Nhân và Thưởng đều khó về, những nhân vật có vẻ gần gũi với Tổng Bí thư Trọng và đang giữ chức vụ không thật nổi bật như Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội lại có cơ hội được chấm. Kể cả Nguyễn Thành Phong, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,
cũng có một chút cơ hội nếu Bộ Chính trị tổ chức bầu bổ sung. Tuy nhiên không cứ là rảnh mới được điều về thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố giàu nhất nước và còn là trung tâm của cả hai khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh còn là vị trí chính trị then chốt trên bàn cờ chính trị quốc gia và bất kỳ chế độ nào cũng phải đặc biệt lưu ý. Bí thư thị trưởng thành phố này có thể chỉ cần xin chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Bí thư hoặc Tổng thống trong tương lai. Cũng có những cái tên khác như là Phạm Minh Chính, hiện là trưởng ban tổ chức Trung ương, Tô Lâm đang là Bộ trưởng Công an, có thể thay thế cho Đinh La Thăng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ khó qua được phương án Trương Hòa Bình. Nghe nói được cựu thần Trương Tấn Sang, người vẫn được xem có vai trò cố vấn đặc biệt cho Tổng Bí thư Trọng, nhiệt tình nâng đỡ. Có lẽ Trương Hòa Bình chỉ có thể bị loại nếu Tổng Bí thư Trọng xác quyết Bộ Công an mới là quân cờ quyết định thế thắng thua trên bàn cờ trong thời gian tới. Và do đó Tô Lâm sẽ có nhiều triển vọng nhất để trở thành Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khá tương đồng với không khí chạy chọt, trộn rộn ngay trước đại hội 12. Phương án thì nhiều, nhưng gút nhân sự chỉ xảy ra ở phút 89. Duy có điều, nhiều người dân Sài Gòn lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện ai đi, ai về. Với họ, ai thì cũng rứa, chỉ giỏi mị mà chẳng thấy làm được gì cho dân. Những câu chuyện liên quan đến các quan chức lãnh đạo cấp cao của Bộ Chính trị và các ban ngành chủ chốt. Từ những vi phạm trong quá khứ cho đến những vụ mất tích hoặc trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh được đưa lên các trang báo chính thống. Đặc biệt, những vụ vi phạm kỷ luật đó đều do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân ra quyết định. Một nhà báo độc lập trong nước giấu tên gọi giai đoạn này là giai đoạn khủng hoảng chính trị, và giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam nhận định thêm. Thì bây giờ chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 5 chính là cái cuộc thanh toán các đối thủ chính trị. Để làm thế nào? Để cho ông Trọng có thể ngồi lại tiếp tục tham nhũng, rồi trong sạch, rồi đạo đức vân vân. Tất cả những cái đó chẳng qua là thủ đoạn chính trị. Và những thủ đoạn chính trị càng lan ra thì người ta càng thấy phơi bày ra một cái thể chế toàn trị mà không thay đổi nó đi thì không làm sao để mà giữ được tin trong dân đâu. Nhưng mà cái nguy hiểm ở đây á, rối trong lãnh đạo thì càng mất uy tín trong dân. Và một khi giữa lãnh đạo mà không có uy tín với dân thì lợi cho ai? Lợi ngoại bang. À, cao trào nó sẽ còn diễn ra. Có thể sau cái hội nghị Trung ương năm này, cái lực lượng bảo thủ, cái lực lượng tay sai của Trung Quốc thắng, nhưng mà rồi cuối cùng cũng sẽ bị lật đổ thôi, không khác được đâu. Bởi vì nó không thể cưỡng lại được cái ý chí của dân tộc. Một quốc gia với một nền thể chế cấu thành từ các lĩnh vực kinh tế, xã hội cho đến chính trị. Cũng từ nhà báo độc lập trong nước, lịch sử qua các triều đại mấy ngàn năm đã chứng minh khi cả ba lĩnh vực ấy đều bước vào bờ vực khủng hoảng, ắt phải dẫn đến thay đổi. Thưa quý vị, năm 2017, Văn phòng Thống kê Trung ương đưa ra báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 đạt 6,2%. Đây là con số được cho là không mong đợi vì không phải mục tiêu của nhà nước đề ra ban đầu. Nhiều nhà quan sát và các chuyên gia trong nước đều có những nhận định lo ngại Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không chỉ khủng hoảng kinh tế mà cả xã hội và chính trị. Cát Linh tìm hiểu trong bài sau. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, hiện là thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc cho biết, trong quý I của năm 2017, mức tăng trưởng của Việt Nam chỉ là 5%. Con số này được đúc kết ở nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại của Việt Nam. Tờ Tạp chí Tài chính Việt Nam trưng dẫn, lý do của suy giảm tăng trưởng là do sự cố môi trường biển miền Trung và hạn hán tại miền Nam cũng như Tây Nguyên. Thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra từ tháng 4 năm 2016 đến nay, làm cho hàng trăm ngàn ngư dân bế tắc, ảnh hưởng đến cả những dịch vụ, ngành nghề liên đới. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất có diện tích canh tác lớn nhất Việt Nam, bị xâm nhập mặn nặng nề. Vấn đề này làm cho ngành sản xuất lúa gạo vốn là thế mạnh của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân này cũng được Fox News của Mỹ đưa tin với số liệu giảm 0,5% so với năm 2015. Sự việc gần đây nhất,
giá heo đang tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục, khiến cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải triệu tập nhiều cuộc họp khẩn cấp để giúp người chăn nuôi heo giải quyết khó khăn. Tất cả nguyên nhân đều được các chuyên gia và chủ các trang trại nuôi heo cho là do cung vượt quá cầu. Một sự kiện được các chuyên gia kinh tế cho là có ảnh hưởng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Kinh tế gia của ngân hàng Credit Suisse Dipali Pagagrava từng nhận định ba nguy cơ của nền kinh tế Việt Nam. Trước tiên, đồng bạc của Việt Nam sẽ nhiều phần bị sụt giá từ 4 đến 5% trong năm 2017. Thứ hai, tình trạng đầu tư toàn cầu sẽ sụt giảm, ảnh hưởng đến thương mại. Và sau cùng, chính sách ưu đãi thuế quan để xuất cảng hàng hóa sang Mỹ của Việt Nam đã tan thành mây khói, thì đồng nghĩa với những cải cách mà Hà Nội dự tính sẽ không được thi hành vì hiệp định không còn nữa. Tờ Business Insider từng đưa ra nhận xét, Việt Nam có thể đang gieo mầm mống một cuộc khủng hoảng tiếp theo liên quan đến chính sách tiền tệ nới lỏng, gia tăng nợ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và thương mại. Ông Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, trả lời báo Trong nước vào năm 2016, cho biết giải pháp tránh cuộc khủng hoảng là chính sách tiền tệ phải được cân bằng, giữ ổn định thành quả kinh tế vĩ mô. Nói về vấn đề này, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh ý kiến rằng Việt Nam đang có quá nhiều các doanh nghiệp nhà nước lớn, kinh doanh vào các lĩnh vực có tính chất thương mại. Theo ông, nhà nước nên tập trung vào những việc có hiệu quả và cần thiết. Còn các lĩnh vực thuần túy thương mại thì nhà nước nên thoái vốn để tư nhân hoạt động. Việt Nam làm thì sẽ là giảm bớt cái tham nhũng, giảm bớt cái là cái quan liêu và giảm bớt các cái chi phí cho các doanh nghiệp. Theo tôi cái điều ấy là cái điều rất là quan trọng. Là đất nước nông nghiệp, nền kinh tế Việt Nam phần lớn gắn liền với đất đai, nhiều cuộc cưỡng chế đất, bồi thường không hợp lý kéo dài trong những năm vừa qua, trong đó cao trào nhất là câu chuyện Đồng Tâm, Mỹ Đức. Lần đầu tiên, tầng lớp nông dân mất đất đã biết phản kháng bằng cách bắt giữ 38 cán bộ và công an làm con tin, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam từ sau năm 1975. Cũng lần đầu tiên, cuộc đối thoại chính thức diễn ra giữa chính quyền nhà nước và người dân, kết thúc bằng một văn bản cũng chưa từng có trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, do vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội đọc trước toàn thể người dân trong diện cưỡng chế đất. Người quan sát sự kiện gọi đây chính là thể hiện của khủng hoảng xã hội. Chúng tôi đặt vấn đề này với luật sư Đặng Đình Mạnh và ông phân tích ở lĩnh vực xã hội và pháp lý. Thì tôi cho rằng là tạm thời người ta, mọi người đều có cái cảm giác chung là có vẻ giống như là đồng tâm đã thắng. Nhưng mà tôi nghĩ bên cạnh nó cũng phải nghĩ thêm một cái cảm giác đồng tâm thắng. Thì có nghĩa là cái luật pháp nước nhà nó đã thua rồi. Tại vì mọi việc thay vì phải áp dụng theo những cái cách giải quyết theo pháp luật, thì giờ người ta không giải quyết theo pháp luật nữa, người ta cứ manh động và sau đó được nhượng bộ. Theo ông, qua sự việc Đồng Tâm, nhà cầm quyền sẽ phải suy nghĩ lại về những nguyên nhân phát sinh ra sự việc. Do đó, chiến thắng lớn nhất trong chuyện này không phải là người dân Đồng Tâm, cũng không phải phía nhà cầm quyền, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến xã hội. Nếu không sửa kịp thời, xã hội sẽ có những bùng phát khác với quy mô lớn hơn và hoàn toàn vượt khỏi phạm vi pháp luật. Nhà cầm quyền phải nghĩ lại, phải suy nghĩ lại về những cái chính sách về đất đai. Chứ như hiện nay như vậy là không ổn. Những cái hành động đơn lẻ trước đây rồi được cổ vũ trong cái trường hợp mà của Đồng Tâm gì nữa thì nó sẽ thành những cái tiền lệ mà phải sâu rất là dở. Thì tốt hơn hết nên sửa từ gốc hơn là cứ chạy theo mà từng sự kiện để mà giải quyết. Nhưng dư luận và báo chí trong nước gần đây tập trung vào những câu chuyện liên quan đến các quan chức lãnh đạo cấp cao của Bộ Chính trị và các ban ngành chủ chốt. Từ những vi phạm trong quá khứ cho đến những vụ mất tích hoặc trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh được đưa lên các trang báo chính thống. Đặc biệt, những vụ vi phạm kỷ luật đó đều do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân ra quyết định. Một nhà báo độc lập trong nước giấu tên gọi giai đoạn này là giai đoạn khủng hoảng chính trị, và giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam nhận định thêm.
thì bây giờ chuẩn bị cho hội nghị trung ương năm chính là cái cuộc thanh toán các đối thủ chính trị. Để làm thế nào? Để cho ông Trọng có thể ngồi lại tiếp tục tham nhũng, rồi trong sạch, rồi đạo đức vân vân. Tất cả những cái đó chẳng qua là thủ đoạn chính trị. Và những thủ đoạn chính trị càng lan ra thì người ta càng thấy phơi bày ra một cái thể chế toàn trị mà không thay đổi nó đi thì không làm sao để mà giữ được tin trong dân đâu. Nhưng mà cái nguy hiểm ở đây á, rối trong lãnh đạo thì càng mất uy tín trong dân. Và một khi giữa lãnh đạo mà không có uy tín với dân thì lợi cho ai? Lợi ngoại bang. Cao trào nó sẽ còn diễn ra. Có thể trong cái hội nghị trung ương năm này, cái lực lượng bảo thủ, cái lực lượng tay sai của Trung Quốc thắng, nhưng mà rồi cuối cùng cũng sẽ bị lật đổ thôi, không khác được đâu. Bởi vì nó không thể cưỡng lại được cái ý chí của dân tộc. Một quốc gia với một nền thể chế cấu thành từ các lĩnh vực kinh tế, xã hội cho đến chính trị. Cũng từ nhà báo độc lập trong nước, lịch sử qua các triều đại mấy ngàn năm đã chứng minh khi cả ba lĩnh vực ấy đều bước vào bờ vực khủng hoảng. Một ngày sau khi kết thúc kỳ họp thứ 14 từ ngày 24 đến 26 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo và được đồng loạt các báo loan tin về đề nghị kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM ông Đinh La Thăng. Các ngày sau đó, nhiều báo tiếp tục đưa các bài viết nhận định đề nghị kỷ luật này là hợp lý vì những sai phạm mà ông Đinh La Thăng mắc phải khi đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PVN. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội và ngoài đường, công chúng cho rằng sự công khai của Đảng không phải là chỉ dấu của sự tiến bộ và minh bạch. Blogger Trương Duy Nhất từ Đà Nẵng nói với Đài Á Châu Tự Do. Nhiều người thì cho rằng đó là sự tiến bộ trong Đảng, nhưng mà tôi nhìn cái đó là một cái chỉ báo không phải là tiến bộ nhưng mà chỉ báo tiêu cực. Bởi vì đó là trước khi tiến hành một cái kỷ luật thì người ta đã chủ động tạo áp lực, đưa thông tin để tạo áp lực trên dư luận để nhằm mục tiêu đạt được những cái mục tiêu kỷ luật thanh từng những vật này nọ. Thì theo tôi đó là chủ đích muốn tạo áp lực trước khi kỷ luật. Thông báo của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản kết luận ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 đến 2011, dẫn đến thua lỗ hàng trăm triệu đô la cho tập đoàn. Bất chấp những sai phạm trong nhiều năm, ông Đinh La Thăng vẫn được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải năm 2011. Tại Đại hội Đảng 12 diễn ra hồi đầu năm 2016, ông Đinh La Thăng đã được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, và được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cấp dưới của ông là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, lại bị truy nã quốc tế vì các cáo buộc sai phạm ở PVC. Điều này đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi tại sao đến giờ này ông Đinh La Thăng mới bị đề nghị kỷ luật. Giáo sư tương lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam đặt câu hỏi. Có một cái điều kỳ lạ, mặc dù ông ta bị trách nhiệm về các vi phạm với tư cách là nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng tư, hội đồng của cái tập đoàn dầu khí Việt Nam đó, giai đoạn 2009 đến 2011. Vậy vì lý do gì lại đến cái đại hội thứ 12 thì người ta lại bầu ông ấy vào trong Bộ Chính trị là cơ quan cao nhất của Đảng? Đấy là cái logic gì? Cái khuyết điểm nó kéo dài như thế và tổn hại đến cái nền kinh tế quốc gia lớn như thế thì không kỷ luật ông ấy hồi ấy mà vẫn chắc được đưa làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Vì lý do gì? Đến bây giờ lại lôi cái kỷ luật cũ, tức là cái trách nhiệm cũ của cái thời kỳ trước đây ở dầu khí để mà yêu cầu kỷ luật và thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Chính trị xử lý. Trả lời câu hỏi này, giáo sư tương lai nhận định. Tôi cho rằng cái cuộc đấu này là một cuộc đấu giữa các thế lực chính trị giành giật cái ghế quyền lực. Chả có liên quan đến những cái vấn đề khác đâu. Tùy theo tương quan lực lượng của
cuộc đấu tranh giữa các cái thế lực giằng co, lúc nào thì người ta đưa ra, lúc nào người ta thuộc vào. Nhưng đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng ngay trước một hội nghị trung ương cũng làm nhiều người liên tưởng đến đề nghị kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị khác vào năm 2012 mà các lãnh đạo đảng vẫn gọi một cách giấu giếm là đồng chí X. Sau đó, nhiều báo mạng và các chuyên gia về tình hình chính trị Việt Nam từ nước ngoài đã nhận định đồng chí X chính là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngay trước Hội nghị Trung ương 6 năm 2012, trên các trang mạng đã có nhiều thông tin đồn đoán về những vụ đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo đảng liên quan đến việc ai là người phải chịu trách nhiệm trước nạn tham nhũng tràn lan, sự yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và tình hình kinh tế trì trệ. Tuy nhiên, báo chí chính thống không hề có thông tin về những đề nghị kỷ luật cụ thể một cá nhân nào. Trong bài phân tích ngay trước khi hội nghị diễn ra, nhà quan sát chính trị Việt Nam giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc viết: tấm vải trải bẩn thỉu của Việt Nam đã được bày ra trên những trang blog, cung cấp các thông tin chi tiết về tham nhũng và sự thiên vị bởi một mạng lưới những người thân cận và thành viên gia đình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi chưa thể xác định được các thông tin về những tài khoản mạng này, nhưng nhiều người tin là chỉ có những người bên trong đảng mới có tiếp cận với những thông tin loại này. Cho đến lúc này, phần đông những nhân vật quan trọng bị cáo buộc tham nhũng thì đều hoặc do Thủ tướng chỉ định, hoặc nằm trong tầm ảnh hưởng của Thủ tướng, hoặc đã được xác định là nằm trong số những người ủng hộ Thủ tướng. Câu hỏi lúc đó được đặt ra là liệu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mất chức của mình hay không, hay chỉ tự kiểm điểm và chấp nhận để một số người thân cận của mình trong đảng bị mất chức. Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không phải chịu hình thức kỷ luật nào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu kết thúc hội nghị 6 được báo chí đồng loạt đăng tải, đã không hề nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng hội nghị Trung ương 6 không áp dụng biện pháp kỷ luật đối với toàn thể Bộ Chính trị và một thành viên của Bộ Chính trị. Hội nghị kêu gọi sửa chữa sai lầm để các thế lực thù địch không thể bóp méo tình hình. Trong cuộc họp tiếp xúc cử tri Sài Gòn vào ngày 17 tháng 10 cùng năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gọi một ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương là đồng chí X. Nhận định về sự khác biệt về tính công khai minh bạch trong hai trường hợp đồng chí X và ông Đinh La Thăng, blogger Trương Duy Nhất cho biết. Còn lúc đó thì ông Dũng quá mạnh nên không tạo được không... những cái cánh đối nghịch, họ không tạo được những cái sức mạnh để khống chế truyền thông như những vụ việc đang xử lý bây giờ. Tất nhiên cái thế của ông Thăng bây giờ là quá yếu, làm sao so bì với cái thế của thế của ông Thăng là đang còn phải đi đường dài, mà bây giờ người ta chặn ngay từ những cái bước chân đầu tiên, mà chứ còn thế của ông Dũng khi đó là cạnh tranh chức tổng bí thư mà sao được em. Theo quy định, Ban chấp hành Trung ương là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương có quyền loại bỏ bất cứ thành viên nào, bao gồm cả thành viên của Bộ Chính trị. Câu hỏi đặt ra là tại hội nghị lần này, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương sẽ bỏ phiếu thế nào đối với đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng, nhất là vào khi báo chí chính thống đã đồng loạt đưa tin chỉ trích những sai phạm của ông một cách công khai. Theo thông tin mới nhất trên mạng mà Đài Á Châu Tự Do chưa thể kiểm chứng, tại hội nghị chủ bị cho Hội nghị Trung ương 5 diễn ra ở Hà Nội hôm 3 tháng 5, ông Đinh La Thăng đã chính thức xin rút khỏi Bộ Chính trị và thôi chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Vụ Bí thư Thành ủy Sài Gòn đối mặt với khả năng bị kỷ luật làm dậy sóng mạng xã hội nhiều ngày qua, nhưng đối với một số người dân nơi này, ai đi ai ở cũng vậy. Chức vụ của ông Đinh La Thăng được cho là đang lung lay sau khi Ủy viên Bộ Chính trị này bị một ban giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào tầm ngắm vì các sai phạm ở một tập đoàn nhà nước mà ông lãnh đạo nhiều năm trước. Cùng chung quan điểm với một số nhà phân tích, bà Dương Thị Tân, một cư dân ở thành phố được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, cho rằng đang có đấu đá trong nội bộ Đảng. Chuyện kỷ luật thì theo tôi nghĩ là không phải là những cái gì mà ông đã làm hoặc là không làm được cho thành phố, mà đây là một cái sự tranh giành đấu đá. Ông về cái thành phố này, dù là ông đã từng phát biểu là ông sẽ dành hết thời gian để cho thành phố, nhưng mà thực tế là ông cũng chưa làm được cái gì mang cái dấu ấn lại. Theo video trên YouTube của Thanh Niên, đầu năm ngoái, ông Thăng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam, rồi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau một kỳ đại hội Đảng mà giới quan sát cho là có sự đối đầu giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng khi ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Sau khi nhậm chức, ông Thăng từng được nhiều người ví là Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn vì có những tuyên bố thẳng thừng giống như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi quan chức này qua đời năm 2015. Luật sư Lê Công Định, một người dân Sài Gòn, cũng có chung quan điểm với bà Tân. Ông viết trên trang Facebook, cho đến ngày Cộng sản vẫn còn cầm quyền, ai thăng ai giáng ở bất kỳ vị trí nào trong bộ máy quyền lực của chính thể này đều không khác nhau đối với tôi, bởi vì tất cả đều như nhau. Trong một bài blog viết cho VOA tiếng Việt về việc ai sẽ lên thay ông Thăng nếu ông bị kỷ luật và bãi nhiệm, ông Phạm Trí Dũng, một nhà quan sát chính trường Việt Nam viết, nhiều người dân Sài Gòn lại chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện ai đi ai về. Với họ, ai thì cũng dứa, chỉ giỏi mị mà chẳng thấy làm được gì cho dân. Ông Đinh La Thăng sẽ là Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn. Với nhiều tuyên bố hùng hồn như Bộ trưởng là tư lệnh ngành, phải cho tôi toàn quyền, nhiều người kỳ vọng rằng ông Đinh La Thăng sẽ quyết liệt trên cương vị tân bí thư Thành ủy Sài Gòn. Cùng với ông Hoàng Trung Hải, bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải có nhiều phát ngôn thẳng thừng mới được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ dẫn dắt đảng bộ ở thành phố từng được coi là hòn ngọc viễn đông. 5 năm lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng đã có nhiều tuyên bố làm tốn giấy mực của báo chí như Bộ trưởng là tư lệnh ngành, phải cho tôi toàn quyền. Trả lời báo giới hồi năm 2011 sau khi được phê chuẩn chức Bộ trưởng, ông Thăng nói tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi. Nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội. Với những tuyên bố không kiêng nể, tân bí thư Thành ủy được nhiều người coi là một Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn. Ông Thanh từng là bí thư Thành ủy Đà Nẵng và cũng từng có những phát ngôn mà truyền thông trong nước cho là ấn tượng như cán bộ bây giờ phải biết xấu hổ hay phải biến Đà Nẵng thành đô thị đáng sống chứ không phải chán sống. Người qua đời vì bệnh ung thư hồi đầu năm ngoái còn tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng với phát ngôn rằng sắp tới tôi sẽ già một số cái cho hốt liền không nói nhiều. Dù được nhiều người đặt kỳ vọng vào một Nguyễn Bá Thanh mới, ông Trần Bang, một người dân sinh sống ở Sài Gòn nói với VOA Việt ngữ rằng việc so sánh giữa ông Thanh và ông Thăng hơi khập khiễng. Cựu chiến binh này nói thêm. Thứ nhất là ông Nguyễn Bá Thanh, ông người Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng thì nó cũng lại tách ra từ Quảng Nam hoặc là phát Quảng Nam ấy. Nên ví dụ như Nguyễn Bá Thanh ấy, ông hiểu người dân Quảng Nam hơn, hiểu dân Đà Nẵng hơn. Nên cái tính cách dứt khoát và cái hiểu biết của ông ấy thì ông có thể làm được ở Đà Nẵng, tạo ra một cái thành phố thật đẹp quy củ so với các thành phố khác ở Việt Nam. Tất nhiên là nó cũng còn nhiều vấn đề như cồn dầu hoặc là những vấn đề bất cần khác thì vẫn còn chưa giải quyết được. Thế nhưng còn ông Đinh La Thăng ấy, thì tôi cho rằng là cái Sài Gòn này nó khác. Tôi cũng không dám chắc được ông ấy sẽ làm được như cái thời ông ấy làm ở Bộ Giao thông Vận tải. Cái văn hóa là thành phố Sài Gòn, rồi cái người dân ở đây, rồi cái những người dưới quyền hoặc là cái nguồn cán bộ ông có thể sử dụng được ở Sài Gòn, nó khác ở nơi khác. Ông không thể nghĩ rằng là ông có thể làm được như là Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Ông Bang nói thêm rằng quản lý thành phố thì không phải như quản lý một bộ chuyên sâu về một lĩnh vực. Và ông cho rằng thách thức lớn nhất mà ông Thăng phải đối mặt đó là vấn đề nhân sự do khác biệt về vùng miền. Cuối tháng trước, ông Thăng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam. Sau đó, hôm 5 tháng 2, ngay sau khi được giao nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thăng nói rằng áp lực lớn nhất của ông lúc này là phải nhận trách nhiệm lãnh đạo một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu tàu có sức hút và lan tỏa lớn của khu vực phía Nam, là đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế. Khi thông tin ông Thăng về Sài Gòn được đăng tải, một bạn đọc tên Sang viết trên một diễn đàn rằng với bản lĩnh của người dám nói dám làm, tôi chúc ông Bí Thư sẽ là người dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố số 1 của khu vực ASEAN. Trong khi đó, bà Dương Thị Tân, một người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA Việt ngữ rằng bà không kỳ vọng gì nhiều. Khi mà ông vào đây thì đương nhiên ông phải đối diện với rất là nhiều những cái mà có thể rằng nó không thuộc cái lĩnh vực chuyên môn của ông. Suy đoán theo cái tác phong của ông Đinh La Thăng ấy, thì ông ấy có vẻ là một người kiên quyết, có thể làm cái này, có thể làm cái kia. Tôi nghĩ rằng là dù ở một cái công việc gì chăng nữa thì ông cũng tuân thủ, quán triệt những cái ý của đảng. Ai thì tôi biết, nhưng mà bản thân tôi thì không kỳ vọng gì nhiều ở những cái người mà cũng hay thô lớn lắm, nhưng mà tôi chưa biết làm được cái gì. Trừ khi ông làm thì tôi nhìn thấy, thì tôi tin ở cái đấy ông có thể làm được. Còn bây giờ để nói trước những cái việc ông sẽ làm thì chúng tôi không kỳ vọng gì nhiều.
Mới đây nhất, ông Thăng đã yêu cầu cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, cũng như kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan tới đề xuất mua 160 toa xe cũ của Trung Quốc. Năm ngoái, sau khi xảy ra hai sự cố là một người chết và ba người bị thương tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội có sử dụng vốn và nhà thầu của Trung Quốc, ông Thăng đã gay gắt chỉ trích đối tác từ quốc gia láng giềng và tuyên bố rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. Sau đó, ông bị Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, cáo buộc là tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Ông Đinh La Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Vụ xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán, giữa lúc có ý kiến nói rằng đảng cầm quyền ở Việt Nam đang cố gắng thiết lập kỷ cương và rằng Bí thư Thành ủy Sài Gòn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Những đồn thổi về số phận của người từng được báo chí Việt Nam mệnh danh là Đinh Tư Lệnh dâng lên khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị lần thứ 5 và theo giới quan sát, vụ ông Thăng có thể nằm trong nghị trình. Trong khi đó, hai ngày qua, báo chí nhà nước đồng loạt đăng tải nhiều bài viết được cho là ám chỉ tới người từng tuyên bố muốn khôi phục Thành phố Hồ Chí Minh trở lại vị thế hòn ngọc viễn đông trước kia. Có thể đọc thấy những hàng tít như xử lý nghiêm cán bộ sai phạm hay hy vọng người dám nghĩ dám làm thì cũng dám nhận sai phạm. Cuối tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật ông Thăng vì liên quan tới các sai phạm trong khi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhận định với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng đây là một động thái cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, việc kỷ luật ông Đinh La Thăng nếu diễn ra suôn sẻ như ý định của những người lãnh đạo đảng chắc chắn không chỉ là biểu hiện của việc đấu tranh phe phái đơn thuần. Chuyên gia này viết, VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trọng để hỏi ý kiến của nhà lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam về nhận xét của ông Hiệp. Nhà nghiên cứu này trả lời qua email xin trích, quan trọng hơn ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ xã hội, vì thời gian qua đã có tình trạng các cán bộ của đảng chạy theo quyền lực và các lợi ích vật chất, mạnh ai nấy làm, dẫn tới tình trạng, theo cách nói của đảng là tham nhũng lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước. Mới đây, báo chí trong nước đăng tải thông tin về 12 dự án nghìn tỷ bị thua lỗ mà ông Hiệp cho là gây bức xúc, công luận, làm suy yếu, uy tín, tính chính danh của Đảng Cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của đảng. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho VOA Việt ngữ biết rằng đây là chuyện kiểm tra, năm nào người ta cũng làm vài đợt, nhưng lần này đặc biệt là có đề nghị hình thức kỷ luật đối với một ủy viên Bộ Chính trị. Ông Hợp nói thêm rằng câu chuyện đáng chú ý này đang thu hút dư luận trong nước. Một cái mối quan tâm là người ta xem là cái đảng cầm quyền này xử lý các cái vấn đề làm không được việc, nên là làm sai hay làm hỏng hay là phạm pháp như thế nào. Thứ hai là người ta cũng quan tâm đến những việc là cái sự đoàn kết nội bộ của chính quyền như một cái đảng cầm quyền đang ở mức nào. Tiếp theo là người ta cũng quan tâm đến những việc là nếu như là có các cái động thái thay đổi. Tiến sĩ Hợp nói rằng hội nghị Trung ương 5 họp mấy hôm nữa, người ta sẽ xem xét hình thức kỷ luật nào đấy, nhưng chưa biết hình thức kỷ luật sẽ là cái gì. Còn theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, trước mắt cần phải chờ xem liệu ông Trọng và đội ngũ của ông có thành công trong việc kỷ luật ông Thăng hay không, hay kịch bản kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2012 lại tái diễn. Nếu lần này thành công, tôi nghĩ có thể ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Việc cách các chức vụ trong quá khứ gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản và không loại trừ khả năng hình thức này sẽ được áp dụng cho cả các nhân vật từng nằm trong tứ trụ, ông Hiệp nói thêm. 5 năm trước, Bộ Chính trị Việt Nam đã đề xuất xem xét kỷ luật đối với ông Dũng vì các vụ bê bối tài chính và bất ổn kinh tế, nhưng sau đó quan chức này không bị thi hành kỷ luật. Tin cho hay trước ông Thăng từng có 3 ủy viên Bộ Chính trị bị kiểm điểm và thậm chí cách chức. Một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 27 tháng 4 đã ra thông cáo nói họ đề nghị các cơ cấu cấp cao nhất của Đảng xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng do có những sai phạm khi còn đứng đầu một tập đoàn lớn của nhà nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia am hiểu kinh tế và chính trị Việt Nam, nhận định động thái này đe dọa lớn đến chức vụ hiện nay của ông Thăng là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông cáo trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay Ủy ban đã họp từ 24 đến 26 tháng 4 về các sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, nơi ông Thăng từng là bí thư đảng ủy và chủ tịch hội đồng thành viên từ năm 2009 đến 2011. Ủy ban xác định rằng Ban Thường vụ Đảng ủy của PVN trong những năm từ 2009 đến 2015 đã có nhiều yếu kém trong lãnh đạo và quản lý cả về mặt đảng lẫn điều hành doanh nghiệp. Một số sai phạm nghiêm trọng được nêu ra là lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật, nhiều đơn vị thua lỗ trong nhiều năm để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, trong đó vốn góp vào Ngân hàng Cổ phần Đại Dương Ocean Bank mất 800 tỷ đồng. Nhiều cán bộ lãnh đạo của các đơn vị mắc vi phạm khuyết điểm không bị nhật kỷ luật, thậm chí có trường hợp còn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Riêng về ông Đinh La Thăng, Ủy ban khẳng định ông có những sai phạm gồm ký một nghị quyết của Đảng ủy tập đoàn hồi năm 2009 không phù hợp với quy định pháp luật để tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật, hành động quá quyền hạn khi ký thỏa thuận góp vốn hồi năm 2008 với Ocean Bank, quyết định đầu tư tràn lan nhưng lại thiếu kiểm tra giám sát quá trình thực hiện, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, một số dự án bị dở dang, thua lỗ kéo dài, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ủy ban dẫn ra trong số đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Một số cựu lãnh đạo khác của PVN cũng là mục tiêu của Ủy ban kiểm tra. Thông cáo nói các cựu phó bí thư Phùng Đình Thực, Đỗ Văn Hậu, cũng như các cựu bí thư Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh trong những giai đoạn khác nhau từ năm 2008 đến 2015 đã có những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai ông Thực và Hậu vi phạm trong công tác cán bộ khi nhận xét với ông Trịnh Xuân Thanh để ông này chuyển về Bộ Công Thương. Ông Thanh bị cáo buộc gây ra thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng ở một công ty thành viên của PVN. Ông đã bị truy tố hồi năm ngoái khi đang giữ chức Phó Chủ tịch Hậu Giang, song ông đã tuyên bố từ bỏ đảng và trốn ra nước ngoài. Đến nay, ông Thanh vẫn chưa bị bắt. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, cựu bí thư Sơn từng có lúc là người đại diện vốn của PVN tại Ocean Bank. Ông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Sơn đang bị Bộ Công an tạm giam để điều tra. Cũng trong giai đoạn 2010 đến 2015, cựu bí thư Khánh bị xác định có dính líu đến những quyết định trái luật về chỉ định thầu xây lắp một số nhà máy nhiệt điện, cũng như có trách nhiệm liên quan đến những hành vi vi phạm tại dự án nhà máy sơ sợi Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Khẳng định rằng những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy PVN và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực, cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu, khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh. Riêng về ông Đinh La Thăng, hiện cũng là một ủy viên Bộ Chính trị. Ủy ban kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hai cơ cấu quyền lực cấp cao nhất của Đảng, xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Thăng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét với VOA về diễn biến mà ông gọi là rất đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội này và cũng là lần đầu tiên từ nhiều nhiệm kỳ đại hội có một đương kim ủy viên Bộ Chính trị bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xem xét kỷ luật, và điều này chứng tỏ rằng tình hình kém hiệu quả, sử dụng lãng phí và còn những các cái sai phạm khác nữa đã trở nên rất nghiêm trọng, cho nên là đã có những hình thức kỷ luật đến những cấp cao như vậy. Mà theo tôi đấy là một cái điều đáng mừng, và cái điều này cần phải kết hợp với việc là cải cách cả về thể chế. Tiến sĩ Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 5 sắp tới, còn gọi là Hội nghị Trung ương 5, sẽ bàn đến hình thức kỷ luật đối với ông Thăng. Ông Doanh đưa ra tiên liệu về chiếc ghế hiện nay của ông Thăng. Theo tôi nghĩ thì với những hình thức kỷ luật ở mức độ nhất định, có lẽ vị trí là bí thư
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn thích hợp và có lẽ sẽ có những các cái sự sắp xếp về vị trí công tác pháp cho ông Đinh La Thăng, và chắc chắn sẽ phải có một người khác về làm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Giới quan sát cho rằng những động thái mới nhất này cho thấy Đảng Cộng sản đang nỗ lực làm trong sạch bộ máy vào lúc nền kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại, một phần vì nạn tham nhũng và sự thao túng của các nhóm lợi ích. Hồi cuối tháng 2 năm nay, tại một hội nghị về kiểm tra giám sát của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vì sự tiến bộ chung, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng hội, hội nó đến đâu, sự đến đấy, nó xả xẹo bao nhiêu tiền của cướp đoạt lấy lại, nộp lại cho công quỹ. Cái trò ấy làm nó và tào lao cho vui vui thế thôi, chứ không ăn thua gì đâu. Những cái ấy có chức có quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, cướp đoạt lại tất cả cái bọn lưu manh ăn cướp của dân của nước lâu nay, không từ ai cả. Từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng, đến huyện Sinh Hùng, đến huyện Phú Trọng, với đại quan Phúc Tiếp, phải xem lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được mới nó rành mạch. Thì còn hiện nay là cái này thì là những kiểu là phe họ đánh đương kim bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN.